Thế thì chúng ta đều đã biết suy tim được định nghĩa là một hội chứng lâm sàng, trong đó đặc trưng bởi các triệu chứng điển hình hoặc là các dấu hiệu suy tim điển hình do các bất thường cấu trúc và hoặc là các bất thường về chức năng tim. Và như vậy chúng ta thấy rằng là suy tim có thể là do bất thường cấu trúc hoặc là bất thường chức năng tim và nó gây ra tình trạng giảm cung lượng tim hoặc là tăng áp lực trong buồng tim. Và như vậy chúng ta thấy rằng là suy tim nó có thể ảnh hưởng đến cung lượng tim nhưng nó cũng thể ảnh hưởng đến tăng áp lực buồng tim và đã gây ra triệu chứng suy tim rồi. Và như vậy dựa vào cái định nghĩa này thì người ta chia ra làm phân loại suy tim ra làm 3 các mức độ khác nhau. Thứ nhất là suy tim có phân số tống máu bảo tồn. Đấy chính là suy tim mà có phân số tống máu F lớn hơn 50%. Suy tim có phân số tống máu bảo tồn giới hạn là phân số tống máu từ 40 cho đến 49% và suy tim có phân số tống máu giảm là F nhỏ hơn 40%. Thì hầu hết tất cả những cái thuốc về tim mạch đang được nghiên cứu, đã được nghiên cứu và được chứng minh giúp chúng ta cải thiện tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân thì hầu hết là cho các bệnh nhân có suy tim có phân số tống máu giảm. Thế còn suy tim có phân số tống máu bảo tồn giới hạn hoặc là suy tim có F bảo tồn thì hiện tại mới chứng minh được rằng những sử dụng những thuốc đó mới giúp cải thiện triệu chứng thôi, chưa giúp cải thiện về tỷ lệ tử vong cũng như là cải thiện về tiên lượng bệnh. Đây là phân độ suy tim theo ABC và theo NIHA. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà suy tim theo phân độ ABC, tức là phân loại suy tim chỉ đi theo một đường thẳng, và còn nếu mà phân loại suy tim theo triệu chứng NIHA, tức là triệu chứng khó thở, thì triệu chứng đó có thể đảo ngược được. Nếu như các bạn đồng nghiệp chúng ta điều trị đúng, chúng ta điều trị tốt, thì từ NIHA 3 có thể chuyển trở thành NIHA 2 hoặc NIHA 1. Tuy nhiên nếu chúng ta điều trị không tốt thì từ NIHA 2 có thể diễn biến dần dần trở thành NIHA 4. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải điều trị đúng, điều trị ổn định cho bệnh nhân. Thế còn nếu mà phân loại theo phân độ ABC, tức là phân loại theo tổn thương về cấu trúc, phân loại theo tổn thương về cơ chế bệnh sinh thì đây là phân loại mà chúng ta không thể đảo ngược được. Và chúng ta đều đã biết mục tiêu điều trị cho những bệnh nhân suy tim mạn tính có phân số tống máu giảm F nhỏ hơn 40%, mục tiêu quan trọng nhất như thầy Tuấn vừa mới nói, đấy chính là chúng ta cần phải cải thiện tỷ lệ tử vong cho người bệnh. Và nói gì thì nói thì nhiệm vụ của các bác sĩ chúng ta cũng là giúp cho bệnh nhân suy tim cải thiện tỷ lệ tử vong. Ngoài ra các mục tiêu điều trị khác bao gồm có cải thiện triệu chứng lâm sàng, cải thiện khả năng gắng sức, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm số lần tái nhập viện. Đây là tất cả những cái nghiên cứu về các thuốc trong vòng 30 năm qua trong điều trị suy tim. Thì chúng ta thấy rằng là qua rất nhiều thử nghiệm khác nhau, có đối chứng với placebo hoặc là có so sánh trực tiếp với nhau, thì các thuốc như là ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, chặn beta giao cảm và sau đó là các thuốc acne ra đời đã giúp chúng ta cải thiện tiên lượng tử vong cho bệnh nhân suy tim. Và các thuốc đó nghiên cứu dựa trên 3 nhánh sinh lý bệnh của suy tim, đấy chính là ức chế renin, angiotensin, aldosterone, đó chính là ức chế qua hệ thống thần kinh giao cảm và cuối cùng là qua con đường của các peptide lợi tiểu. Và như vậy các thuốc tác động lên ức chế hệ renin angiotensin như là các thuốc ức chế thụ thể, ức chế men chuyển, các thuốc kháng aldosterone, rồi là sự kết hợp giữa các thuốc ức chế thụ thể với sacubitril, tức là tác động lên con đường ure peptide đã giúp chúng ta cải thiện tỷ lệ tử vong. Ngoài ra còn một nhánh vô cùng quan trọng, đấy là chúng ta tác động lên hệ thần kinh trung ương, đó chính là vai trò của các thuốc chặn beta giao cảm. Và sự tác động thông qua 3 con đường này như kiềng ba chân đã giúp chúng ta có các thuốc để cải thiện tỷ lệ tử vong. Đây là khuyến cáo năm 2013 của Hội Tim Mạch Mỹ, thì có chia ra làm các thuốc giúp chúng ta cải thiện biến cố tim mạch, cải thiện tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Đấy chính là các thuốc ức chế men chuyển, đối kháng thụ thể, acne là sự kết hợp giữa sacubitril với valsartan, các thuốc chặn beta giao cảm và các thuốc đối kháng aldosterone, các thuốc cải thiện triệu chứng ví dụ như là dioxin, lợi tiểu, nitrat, và những thuốc không mang lại lợi ích, tức là chúng ta không nên sử dụng cho bệnh nhân suy tim, ví dụ như là nếu như mà bệnh nhân suy tim đơn thuần thì chúng ta không cần phải sử dụng statin, rồi là sử dụng hormone, thậm chí có thể mang lại không mang lại lợi ích gì cả. Thế còn những cái thuốc mà có thể có hại cho bệnh nhân, ví dụ như là chúng ta sử dụng vận mạch kéo dài, thường là trong trường hợp suy tim cấp thì chúng ta chỉ nên sử dụng vận mạch sớm và ngắn, chúng ta không nên sử dụng vận mạch kéo dài. Rồi là những thuốc có hại khác, ví dụ như là những thuốc gây ra rối loạn nhịp tim, những thuốc giảm đau chống viêm không steroid hoặc là thuốc tiểu đường thiazolidinium. Và chúng ta lưu ý rằng là đối với các thuốc như là ức chế men chuyển hoặc là đối kháng thụ thể hoặc là chặn beta giao cảm cũng chỉ có một số thuốc được chứng minh là cải thiện tỷ lệ tử vong thôi, chứ không phải là
tất cả các thuốc ở nhóm này đều có thể giúp chúng ta cải thiện tỷ lệ tử vong. Chúng ta sẽ xem vai trò của các thuốc cải thiện tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân suy tim. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà trên nền điều trị chuẩn trước đây chỉ có lợi tiểu và digoxin, nếu như mà các bạn đồng nghiệp chúng ta thêm ức chế men chuyển hoặc đối kháng thụ thể là chúng ta đã có thể cải thiện được 17% tỷ lệ tử vong. Nếu chúng ta thêm chạy beta giao cảm thì chúng ta sẽ cải thiện được khoảng 32% tỷ lệ tử vong. Nếu như những bệnh nhân đó vẫn còn các biểu hiện của suy tim, theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch Mỹ, chúng ta nên kết hợp thêm với thuốc kháng aldosterone, chúng ta sẽ cải thiện thêm được khoảng 32% tỷ lệ tử vong nữa. Và nếu mà chúng ta chuyển sang acne thì chúng ta sẽ giúp cải thiện thêm được khoảng 20% tỷ lệ tử vong nữa. Và câu chuyện để chúng ta làm sao để chúng ta có thể cải thiện thêm được tỷ lệ tử vong, đấy chính là những cái câu hỏi mà trong vòng 30 năm qua các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu. Đây là khuyến cáo điều trị suy tim của Hội Tim Mạch Mỹ năm 2016 và Hội Tim Mạch Châu Âu cũng năm 2016. Thì chúng ta thấy rằng là kể cả Hội Tim Mạch Châu Âu hoặc là Hội Tim Mạch Mỹ thì đối với ức chế men chuyển và các thuốc đối kháng thụ thể hoặc chạy beta giao cảm hoặc kháng aldosterone đều ở mức độ khuyến cáo là mức độ 1 và mức độ bằng chứng A. Mức độ 1 tức là lợi ích lớn hơn rất nhiều so với nguy cơ, và bằng chứng A tức là cái khuyến cáo này được lấy ra từ rất nhiều các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng hoặc là lấy ra từ những thử nghiệm meta-analysis. Tức là đây là những cái thuốc mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng. Thế còn đối với thuốc đối kháng thụ thể kết hợp với thuốc ức chế nephrizin thì khuyến cáo mức độ 1 tức là lợi ích lớn hơn rất nhiều nguy cơ, và B, R tức là lấy ra từ một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, và BR tức là viết tắt của cái mức độ bằng chứng B, tức là từ một nghiên cứu meta-analysis và có ngẫu nhiên randomized. Vậy thì như thầy Tuấn vừa mới nói là hiện tại chúng ta đã có những cái thuốc để điều trị tiểu đường. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu về vai trò của thuốc đó đối với tiểu đường thì người ta cần phải nghiên cứu về an toàn tim mạch, thì người ta lại phát hiện ra rằng là có một số thuốc lại giúp chúng ta cải thiện tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân mà có nguy cơ tim mạch cao và những bệnh nhân mà bị suy tim. Thế thì thuốc đó là những cái thuốc ức chế thụ thể SGLT2. Và tại sao nó có thể giúp chúng ta cải thiện được tỷ lệ tử vong? Đấy chính là thuốc có thể tác động vào cái cơ chế chuyển hóa, từ đó làm tiết kiệm cái năng lượng ở trong tế bào cơ tim, và từ đó nó có thể cải thiện tỷ lệ tử vong. Thế còn câu hỏi chính xác tại sao thuốc có thể cải thiện tỷ lệ tử vong thì đây vẫn là một câu hỏi mà hiện tại chưa có câu trả lời. Thế còn thuốc này tại sao giúp chúng ta cải thiện tỷ lệ suy tim, cải thiện tỷ lệ tái nhập viện? Bởi vì thuốc tác động nó giống như một thuốc lợi tiểu, nó sẽ giúp tăng thải đường qua, và từ đó có tăng thải đường qua đường tiết niệu, và từ đó nó sẽ giúp tăng thải nước, và từ đó giống như tác dụng của thuốc lợi tiểu, thuốc sẽ giúp cải thiện triệu chứng và giúp cải thiện tái nhập viện. Đây là kết quả chính của 3 thử nghiệm lớn nhất về các nghiên cứu ở các thuốc ức chế SGLT2, đấy chính là thử nghiệm Canvas, thử nghiệm Empiric Outcome và thử nghiệm Decleptimi 58. Thì chúng ta thấy rằng là đối với thử nghiệm Empiric Outcome là thử nghiệm được nghiên cứu ở trên những bệnh nhân mà có nguy cơ tim mạch rất cao, tức là những bệnh nhân đó đã được xác định là đã có bệnh lý tim mạch, đã có bệnh lý mạch vành, đã có bệnh lý mạch não, có bệnh lý mạch chi. Thử nghiệm Canvas là thử nghiệm mà ngoài những bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ tim mạch rất cao thì còn có những yếu tố nguy cơ tim mạch mức độ trung bình. Thế còn thử nghiệm Decleptimi 58 là thử nghiệm trong đó chiếm rất nhiều là những bệnh nhân mà ngoài yếu tố nguy cơ tim mạch rất cao còn có yếu tố nguy cơ tim mạch cao và yếu tố nguy cơ tim mạch trung bình. Thế thì cả 3 thử nghiệm này đều thống nhất ở 3 cái tiêu chí nghiên cứu mà cùng đạt được, đấy chính là giảm nhập viện vì suy tim, đó chính là cải thiện tỷ lệ tử vong do tim mạch và tái nhập viện và giảm biến cố về thận. Và chúng ta thấy rằng là cả 3 nghiên cứu về cả 3 thuốc này cùng đạt được một cái tiêu chí về tim mạch, về giảm tỷ lệ tử vong, về giảm các biến cố về thận, và từ đó người ta nghĩ rằng là cái thuốc này ngoài có tác dụng tiểu đường nó còn có tác dụng trên tim mạch và tác dụng trên thận. Chính vì vậy mà các nhà nghiên cứu đã tiếp tục thừa thắng xông lên và làm những cái nghiên cứu ở trên những bệnh nhân bị suy tim, làm trên những bệnh nhân mà có biến cố về suy thận. Thế thì đây là 2 nghiên cứu lớn nhất mà chúng ta thấy rằng đã được công bố về các thuốc ức chế SGLT2 có tác động trên những bệnh nhân suy tim có phân số tổng máu giảm, tức là F nhỏ hơn 40%. Thì chúng ta thấy rằng là thử nghiệm DAPA HF được công bố ở ACC năm 2019, thế còn năm 2020 tại ESC
Vừa rồi thì công bố thử nghiệm Emperor Renew. Thử nghiệm Data HF là nghiên cứu trên Data Glyphosine 10mg. Thế còn Emperor Renew là nghiên cứu ở trên Data Glyphosine 10mg. Số lượng bệnh nhân tham gia nghiên cứu thì các bạn có thể quan sát ở trên màn hình. Thời gian nghiên cứu trung vị thì đối với Data HF là 18 tháng. Thế còn đối với Emperor Renew là 15 tháng. Thì tiêu chí chính của nghiên cứu là đối với Emperor Renew là chỉ có hai tiêu chí. Một là tử vong do tim mạch và nhập viện vì suy tim. Thế còn Data HF là ba tiêu chí, bao gồm có tử vong tim mạch, nhập viện vì suy tim hoặc là nhập viện cấp vì suy tim. Thì đây là đặc điểm ban đầu của hai nghiên cứu. Thì chúng ta thấy rằng là đối với nghiên cứu Emperor Renew thì có một số những đặc điểm mà nó hơi khác biệt hơn một chút so với nghiên cứu Data HF. Đấy chính là tỷ lệ NIHA 2 chiếm tỷ lệ nhiều hơn, khoảng 75% so với khoảng 67% ở nghiên cứu Data HF. Phân số tống máu của các bệnh nhân ở thử nghiệm Emperor Renew nhỏ hơn và mức độ NT-proBNP là nhiều hơn. Mặt khác là những bệnh nhân mà sử dụng các thuốc acne ở nghiên cứu Emperor Renew là cũng nhiều hơn so với thử nghiệm Data HF. Và đây là tiêu chí chính của đây là kết quả chính của hai nghiên cứu. Thì chúng ta thấy rằng là Emperor Renew cũng như là Data HF đạt được hai kết quả rất là tốt, đó chính là trên tiêu chí chính đều giúp cải thiện tử vong tim mạch và nhập viện. Đối với Data HF thì cải thiện thêm cái số lần nhập viện cấp cứu vì suy tim. Ngoài ra thì cả hai thử nghiệm đều đạt được kết quả là làm giảm nhập viện ở những bệnh nhân suy tim. Tuy nhiên đối với nghiên cứu Data HF thì Data Glyphosine còn giúp chứng minh được là cải thiện tử vong do tim mạch, cải thiện tử vong do mọi nguyên nhân và có thể giúp thay đổi về thang điểm chất lượng cuộc sống. Và chất lượng cuộc sống như giáo sư Tuấn vừa mới nói, đó chính là một trong những tiêu chí để chúng ta điều trị suy tim. Thế thì câu hỏi đối với các nhà tim mạch là thế tại sao chúng ta lại không thấy Emperor Glyphosine cải thiện tỷ lệ tử vong? Trong nghiên cứu Empiric Outcome thì Emperor Glyphosine giúp cải thiện tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân mà có nguy cơ cao. Thì các nhà nghiên cứu người ta muốn tiến hành nghiên cứu Emperor Renew để xem là Emperor Glyphosine có cải thiện tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân suy tim hay không. Thì vì lý do gì mà nghiên cứu này lại chưa đạt được tiêu chí về cải thiện tỷ lệ tử vong tim mạch? Thì người ta thấy rằng là quan sát vào cái đặc điểm ban đầu của bệnh nhân nghiên cứu thì đối với cái nghiên cứu Emperor Renew thì có vẻ như là những bệnh nhân ở nghiên cứu này có tỷ lệ suy tim nặng hơn. Cụ thể là có phân số tống máu giảm nhiều hơn, F khoảng 27% so với F là 34% ở nghiên cứu Data HF. Rồi là nồng độ NT-proBNP cao hơn, cụ thể là NT-proBNP là hơn 2.400, trong khi NT-proBNP ở nghiên cứu Data HF là khoảng 1.700. Thì người ta đặt ra câu hỏi liệu rằng Empire Glyphosine hoặc là các thuốc ức chế T2 nói chung là liệu có hiệu quả ở nhóm bệnh nhân suy tim nặng hay không, hay là nhóm thuốc này chỉ có tác dụng ở trên những bệnh nhân suy tim có phân số tống máu giảm nhưng mà chỉ ở mức độ nhẹ và vừa thôi. Và trong một bài bình luận ở trên tạp chí New England thì ban biên tập có nói rằng là chúng ta cần phải phân tích dưới nhóm theo phân số tống máu, theo NT-proBNP, theo NIHA để chúng ta tìm hiểu ra cái xu hướng này. Mặt khác thì một trong những nguyên nhân có thể khiến Emperor Glyphosine không đạt được cải thiện tỷ lệ tử vong đấy chính là liều lượng. Chúng ta đều đã biết là đối với bệnh nhân suy tim, khi mà chúng ta càng tăng liều ức chế men chuyển, chúng ta càng tăng liều ức chế thụ thể, chúng ta càng tăng liều chạy beta giao cảm thì sẽ giúp cải thiện tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân suy tim. Trong nghiên cứu Data HF thì các nhà nghiên cứu sử dụng Data Glyphosine là 10mg, tức là liều tối đa. Thế còn trong nghiên cứu Emperor Renew, các nhà nghiên cứu chỉ sử dụng Emperor Glyphosine với liều 10mg thôi, tức là không phải là liều tối đa. Mặt khác thì cải thiện tỷ lệ tử vong không phải là tiêu chí chính trong nghiên cứu Emperor Renew, mà người ta chỉ tập trung vào tiêu chí chính, tức là tỷ lệ tử vong cộng với tái nhập viện. Thế thành ra là người ta cũng có đôi khi người ta cũng quên mất cái tiêu chí này. Mặt khác là cỡ mẫu của Emperor Renew và thời gian nghiên cứu của Emperor Renew thì ngắn hơn, thành ra là có thể không đạt được cái tiêu chí này. Thế thì một câu hỏi là thế chúng ta sẽ áp dụng cái nhóm này trong điều trị suy tim như thế nào? Thứ nhất là chúng ta chưa có các khuyến cáo của các hội tim mạch lớn như hội tim mạch châu Âu, hội tim mạch Mỹ. Và có lẽ là các nhà tim mạch trên thế giới cần phải suy nghĩ xem nhóm suy tim nào sẽ được hưởng lợi, nhóm nhẹ, nhóm vừa hay nhóm nặng. Mặt khác là câu hỏi là thuốc này có cải thiện được cái tỷ lệ đột tử ở những bệnh nhân suy tim hay không? Thì chúng ta cần phải xem xét lại, bởi vì chúng ta thấy rằng là ở những bệnh nhân suy tim, cái đột tử hay xảy ra chủ yếu ở nhóm NIHA 2.
Và chúng ta thấy rằng là ở nghiên cứu Emperor Review, cái tỷ lệ NIA2 chiếm khoảng 75%, mà lại chúng ta lại không thấy có sự khác biệt, thì liệu rằng thuốc này có giúp cải thiện cái đột tử hay không? Thì đây là một câu hỏi. Và một câu hỏi nữa, đấy chính là ở trong một trong bài báo ở trên New England, thì các nhà tổng biên tập có nói là chúng ta đưa ra một cái liệu pháp mới, nhưng mà cái thói quen của chúng ta liệu có thay đổi hay không? Cụ thể là nghiên cứu về thuốc acne ra đời năm 2014, tuy nhiên đến năm 2019, tức là sau 5 năm, cái tỷ lệ sử dụng acne ở trong DAPA-HF chỉ khoảng 10%. Và đến năm 2020 thì tỷ lệ sử dụng acne ở trong Emperor Review khoảng 18%. Và chúng ta thấy rằng là sau 5 đến 6 năm nghiên cứu, cái tỷ lệ sử dụng acne cũng chỉ khoảng 10-18%. Thì các bác sĩ tim mạch, liệu chúng ta có chấp nhận những cái thuốc mới hay không, hay là chúng ta vẫn theo cái con đường cũ? Và chính vậy chúng ta cần phải cập nhật những cái khuyến cáo, chúng ta cần phải cập nhật những cái nghiên cứu để chúng ta áp dụng điều trị. Sau đây thì tôi xin phép phân tích một số những cái tiêu chí, một số những cái nghiên cứu về nghiên cứu thử nghiệm DAPA-HF để thấy cái lợi ích và vai trò của thuốc dapagliflozin ở các phân nhóm điều trị suy tim khác nhau. Thì đầu tiên là thử nghiệm về vai trò của thuốc dapagliflozin ở những bệnh nhân suy tim ở các mức nền điều trị khác nhau. Thì chúng ta thấy rằng là các nhà nghiên cứu sẽ xem xét trong cái thử nghiệm DAPA-HF thì ở các mức nền điều trị, ví dụ như bệnh nhân sử dụng lợi tiểu, những bệnh nhân sử dụng ức chế men chuyển, những bệnh nhân sử dụng ức chế thụ thể, những bệnh nhân sử dụng acne, hoặc là chạm vết giao cảm, hoặc là cấy máy, ví dụ ICD hoặc CIT, hoặc là các mức liều điều trị với các thuốc điều trị khác nhau, thì vai trò của dapagliflozin là như thế nào? Thì người ta thấy rằng là đây là tiêu chí chính bao gồm có tử vong do tim mạch, tái nhập viện và nhập viện vì đợt cấp của suy tim. Thì chúng ta thấy rằng là dù là bệnh nhân trên nền sử dụng là thuốc lợi tiểu, sử dụng là thuốc ức chế thụ thể, dioxin, acne, hoặc là ức chế men chuyển với liều nhỏ hơn 50% liều đích, hoặc là lớn hơn 50% liều đích, rồi là sử dụng chạm vết giao cảm nhỏ hơn 50% liều đích hoặc lớn hơn 50% liều đích, hoặc là sử dụng các thuốc đối kháng thụ thể, hoặc là được cấy ICD hoặc là CIT, thì chúng ta thấy rằng là lợi ích vẫn nghiêng hẳn về phía sử dụng dapagliflozin. Và chúng ta để ý cái P tương tác thì chúng ta thấy rằng là P tương tác đều lớn hơn 0.05, tức là không có sự khác biệt gì cả về các phân nhóm so với nhóm chung. Và tóm lại là ở các mức điều trị khác nhau thì đối với tiêu chí chính thì những bệnh nhân mà được sử dụng dapagliflozin đều đạt được yêu cầu. Đối với tiêu chí tử vong tim mạch thì chúng ta thấy rằng là cũng tương tự như vậy. Khi mà bệnh nhân sử dụng các thuốc lợi tiểu, các thuốc đối kháng thụ thể, acne hoặc là chạm vết giao cảm, hoặc là có sự kết hợp giữa ức chế men chuyển với chạm vết giao cảm, với các thuốc acne, với các thuốc đối kháng thụ thể, thì chúng ta thấy rằng là lợi ích đều nghiêng hẳn về phía bên mà sử dụng dapagliflozin, và P tương tác là không có sự khác biệt, tức là không có sự khác biệt gì cả về các nhóm có sử dụng hay không sử dụng, và không có sự khác biệt gì cả so với nhóm lớn. Đây là hiệu quả của dapagliflozin ở trên các tiêu chí khi mà các kết hợp các thuốc nền, ví dụ như là ức chế men chuyển hoặc là ức chế thụ thể kết hợp với chạm beta, kết hợp thêm với thuốc ức chế, kết hợp thêm với kháng aldosterone, hoặc là ức chế men chuyển liều hơn 50% liều đích kết hợp với chạm beta giao cảm lớn hơn 50% liều đích. Tương tự như vậy, ức chế men chuyển kết hợp với chạm beta giao cảm lớn hơn 50% liều đích nhưng kết hợp thêm với đối kháng thụ thể, hoặc là kết hợp thêm với bệnh nhân được cấy ICD, thì chúng ta thấy rằng là lợi ích nghiêng hẳn về phía bên mà sử dụng dapagliflozin. Và như vậy chúng ta thấy rằng là vai trò của dapagliflozin là tương đối ổn định và đồng nhất ở tất cả các phân nhóm suy tim. Tiếp theo là vai trò của dapagliflozin ở trên những bệnh nhân mà có tiểu đường hoặc là không tiểu đường ở trong nghiên cứu DAPA-HF. Thì chúng ta thấy rằng là chiếm một nửa ở trong nghiên cứu DAPA-HF này là những bệnh nhân mà suy tim nhưng mà không bị tiểu đường. Thì chúng ta thấy rằng là đây là cái đường liên tục này là những bệnh nhân bị tiểu đường. Thế còn đường đứt rời là đường những bệnh nhân không bị tiểu đường. Cái đường mà màu da cam là đường bệnh nhân sử dụng dapagliflozin, và đường màu xanh đậm đấy là đường mà bệnh nhân sử dụng placebo. Thì chúng ta thấy rằng là so với placebo thì kể cả bệnh nhân bị tiểu đường hay bệnh nhân không bị tiểu đường thì cái việc sử dụng dapagliflozin đều mang lại hiệu quả là giúp cải thiện tử vong tim mạch và cải thiện về suy tim. Tương tự như vậy, đối với tử vong tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân thì những cái tiêu chí như là tử vong do mọi nguyên nhân hoặc tử vong tim mạch thì ở những bệnh nhân tiểu đường hoặc không tiểu đường thì nếu mà nhóm sử dụng dapagliflozin thì đều có xu hướng là nhỏ hơn, và chúng ta thấy rằng là sự khác biệt là rất có ý nghĩa thống kê. Và đây là bản tóm tắt
là những bệnh nhân tiểu đường hoặc không tiểu đường, hoặc là nếu không bị tiểu đường thì đường máu bình thường, hoặc là giai đoạn mà tiền đái tháo đường, thì nếu mà chúng ta sử dụng dapagliflozin thì đều tốt hơn là so với nhóm placebo. Và chúng ta sẽ xem xét về hiệu quả của dapagliflozin ở trên các mức nồng độ của HbA1c khác nhau. Thì chúng ta thấy rằng là dù là nồng độ HbA1c chỉ tầm độ khoảng hơn 5 một chút thôi là cũng đã có hiệu quả rồi. Và đặc biệt là cái hiệu quả được nhìn thấy quan sát rõ nhất ở cái mức độ là lớn hơn 5 một chút và nhỏ hơn 10, thì chúng ta thấy rằng là cái tiêu chí hại tỷ lệ tử vong là rất tốt. Mặc dù là P tương tác là không có sự khác biệt gì cả, tức là có thể là HbA1c có thể lớn hơn 11 cũng vẫn có tác dụng, nhưng mà cái quan sát được rõ nhất đấy chính là cái mức độ mà nồng độ HbA1c khoảng hơn 5 một chút cho đến khoảng 10. Đây là một thử nghiệm về đánh giá về hiệu quả và an toàn của dapagliflozin ở các độ tuổi khác nhau. Thì chúng ta thấy rằng là suy tim thì có rất nhiều lứa tuổi, từ tuổi trung niên cho đến tuổi già hoặc là tuổi rất là cao tuổi. Thì vai trò của các thuốc dapagliflozin như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là người ta chia ra làm mức độ 55 tuổi, từ 55 đến 64, từ 65 đến 74 và lớn hơn 75 tuổi. Thì chúng ta thấy rằng là ở trên tiêu chí tổng các biến cố tim mạch, rồi là tử vong tim mạch, hoặc là tái nhập viện, hoặc là phải vào viện đợt cấp, hoặc là tử vong do tim mạch, thì chúng ta thấy rằng là P tương tác là đều lớn hơn 0.05, tức là không có sự khác biệt gì cả với các nhóm tuổi. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là ở các nhóm tuổi mà quan sát thấy xu hướng cải thiện được những cái biến cố nhỏ nhất lại là những cái nhóm ví dụ như là từ 55 cho đến 64, rồi là những cái nhóm trên 64 tuổi thì giúp chúng ta cải thiện tốt nhất. Còn cái nhóm mà nhỏ hơn 55 tuổi thì có vẻ như xu hướng đó nó chưa cải thiện rõ ràng, mặc dù là P tương tác là vẫn không có sự khác biệt. Về theo dõi tác dụng phụ thì chúng ta thấy rằng là hầu hết tất cả các phân nhóm ở theo mức độ độ tuổi khác nhau thì không có sự khác biệt gì cả ở nhóm sử dụng dapagliflozin so với nhóm placebo. Có những cái sự khác biệt ví dụ như là hầu hết là quan sát ở trên thận, ví dụ như những biến cố trên thận, những cái biến cố nặng ở trên thận, hoặc là tăng gấp đôi liều của creatinine. Thì chúng ta thấy rằng là theo độ tuổi khác nhau thì có vẻ như là tỷ lệ mắc những cái biến cố trên thận là nhiều hơn, nhưng mà không có sự khác biệt gì cả giữa nhóm sử dụng dapagliflozin với nhóm placebo. Và có một đặc điểm rất thú vị, đấy là ở những bệnh nhân mà lớn hơn 75 tuổi thì những cái tác dụng phụ, những cái tác dụng những cái biến cố trên thận lại hay xảy ra ở nhóm placebo hơn là hay xảy ra ở nhóm dapagliflozin. Và như vậy, kết luận của bài trình bày của tôi hôm nay là mục tiêu quan trọng nhất trong điều trị suy tim đấy là giảm tỷ lệ tử vong. Hai nghiên cứu là DAPA-HF và Emperor Reduce đã chứng minh được rằng cải thiện tổng biến cố tim mạch ở những bệnh nhân suy tim có thể tiểu đường hoặc là không bị tiểu đường kèm theo. Đặc biệt là thử nghiệm DAPA-HF giúp chứng minh là dapagliflozin giúp cải thiện tỷ lệ tử vong tim mạch. Và cái việc dapagliflozin cải thiện tổng biến cố tim mạch thì là nó tương đối ổn định và bền vững ở tất cả các nhóm bệnh nhân suy tim, như là các nhóm nền điều trị các thuốc khác nhau, sử dụng các thiết bị cấy khác nhau, rồi là những nhóm bệnh nhân tiểu đường hoặc là không kèm theo tiểu đường với các mức độ nồng độ của HbA1c là khác nhau, và cải thiện các biến cố tim mạch, trong đó có tử vong tim mạch ở các độ tuổi khác nhau. Vâng, xin chân thành